Một lần nữa xin cảm ơn Thanh Hùng Phô Show đã cùng đồng hành với Cảm trong video này. Xin chào toàn thể anh em đội bóng đang theo dõi Cảm Show. Mới đây nhất thì việc thu hành Vertajek, anh ta đang là huấn luyện viên thủ môn của đội 1 Chelsea. Tuy nhiên do ngứa tay quá cho nên Vertajek đã tham gia thi đấu trong một trận đấu của đội U23. Và anh cũng đã giúp cho đội của mình có được chiến thắng 3-2, cũng không thể giúp nữa. Anh ta mắc hai sai lầm khiến cho đội mình nhận hai bàn thua. Tuy nhiên cuối cùng thì U23 Chelsea cũng đã có được chiến thắng 3-2. Đó là một cái câu chuyện vui và cũng là một cái nguồn cảm hứng để mà chúng tôi gửi đến cho các bạn video này. Chúng ta sẽ cùng điểm qua những danh thủ trong quá khứ. Sau khi tuyên bố treo giày thì vì lý do gì đó ngứa ngáy tay chân, họ quay trở lại. Vậy thì họ là ai? Vị trí số 10, Zico. Huyền thoại bóng đá người Brazil đã có một sự nghiệp cực kỳ thành công trong giai đoạn từ năm 1971 đến năm 1989, khi Zico giành được mọi danh hiệu có thể có ở cấp câu lạc bộ trong màu áo đội bóng mà ông yêu thích, Flamengo. Bên cạnh đó là về thứ ba tại kỳ World Cup 82 cùng với Senegal. Zico là một trong số ít những cầu thủ chọn chính trị để theo đuổi sau khi tuyên bố giải nghệ. Ông thậm chí trở thành bộ trưởng bộ thể thao sau cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên ở Brazil. Mặc dù vậy, số phận dường như đã có những kế hoạch khác cho Zico khi hai câu lạc bộ lớn nhất Nhật Bản thời bấy giờ là Sumitomo Metals và Kashima Antlers đều tỏ rõ tham vọng chiêu mộ Zico. Ông đương nhiên đã không thể từ chối. Zico giành 4 mùa giải thi đấu ở Nhật Bản khi có được 46 bàn thắng sau 67 lần ra sân. Vị trí số 9, Jens Lehmann. Thủ thành Jens Lehmann tuyên bố treo găng vào năm 2008 sau khi giành được rất nhiều vinh quang trong mùa Arsenal. Anh là sự lựa chọn số 1 huấn luyện viên Arsene Wenger cho vị trí trấn giữ khung thành và họ đã cùng nhau tạo nên một mùa giải không tưởng khi lên ngôi vô địch Premier League 2003-2004 mà không để thua bất kỳ một trận đấu nào. Kỷ lục này đến nay vẫn chưa bị phá vỡ. Hai năm sau khi tuyên bố giải nghệ, Jens Lehmann đã quyết định xỏ găng để thi đấu cho Arsenal khi Wenger đã mất 3 thủ môn về chấn thương. Ở thời điểm đó, mặc dù mối quan hệ giữa Lehmann và Ammonia là không tốt, nhưng hai thủ môn này đã quyết định gạt bỏ hiềm khích sang một bên để cùng giúp đỡ đội bóng. Sau khi Ammonia bị chấn thương trong trận gặp Blackpool, Jens Lehmann, khi đó 42 tuổi, trở lại sân cỏ và góp công trong chiến thắng 3-1 của Arsenal. Vị trí số 8, Paul Scholes. Một trong những tiền vệ xuất sắc nhất trong thế hệ của Anh, Paul Scholes, người đã giành được mọi danh hiệu cao quý trong khoảng thời gian 18 năm khoác lên mình màu áo đỏ Manchester United. Paul Scholes lần đầu tuyên bố giải nghệ vào năm 2011 sau khi giành được danh hiệu Premier League lần thứ 10 cùng với Quỷ Đỏ. Nhưng chưa đầy một năm sau, Paul Scholes lại có tên trên bảng dự bị của Man United và điều này thực sự đã làm bất ngờ người hâm mộ cũng như giới phê bình. Tại sao Paul Scholes quay lại sân cỏ vào thời điểm đó là câu hỏi mà chỉ có Sir Alex Ferguson mới có câu trả lời. Scholes sau đó thi đấu thêm 3 mùa giải nữa cho Manchester United và bỏ túi thêm một danh hiệu Premier League. Vị trí số 7, Dida. Dida tuyên bố giải nghệ vào năm 2010 khi không thể cạnh tranh vị trí với Apiati tại AC Milan. Anh đã dành ra một khoảng thời gian hòng tìm kiếm một bến đỗ mới nhưng không thành. Năm 2012, Dida trở về quê hương Brazil với hy vọng có thể kết thúc sự nghiệp một cách hoành tráng ở đây. Đây cuối cùng lại là một trong những quyết định đúng đắn nhất cuộc đời của Dida khi anh có 3 mùa giải thi đấu tại hạng đấu cao nhất của Brazil. Tổng cộng, Dida có 96 lần ra sân cho 3 câu lạc bộ khác nhau là Portuguesa, Grêmio và Internacional, nhận được 2 danh hiệu Campeonato Gaúcho trong mùa Internacional vào các năm 2014 và 2015. Vị trí số 6, Vertajek. Thủ môn kỳ cựu người Cộng hòa Séc tuyên bố gia tự sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp sau trận chung kết Europa League giữa Chelsea và Arsenal của mùa giải 2018-2019. Trải qua 19 tháng và hiện đang đảm nhận chức vụ cố vấn kỹ thuật của The Blues, nhưng Jack vẫn được đăng ký vào đội hình tham dự Premier League 2020-2021 của Chelsea trong trường hợp khẩn cấp. Vertajek làm thủ môn dự phòng cho 3 người đàn em, bao gồm Edouard Mendy, Kepa và Willy Caballero. Mới đây, trong khuôn khổ giải U23, Vertajek đã có lần tái xuất sân cỏ khi bắt chính ở trong gặp Tottenham. Nguồn tin từ Daily Star tiết lộ sự dĩ Jack được đăng ký, thậm chí ra sân là bởi thủ môn số 1 của đội Lucas Bergstrom vừa ra sân hôm thứ Bảy. The Blues không muốn để Bergstrom thi đấu 2 trận liền trong vòng 48 tiếng nên cân nhắc Vertajek và một thủ thành trẻ khác là Carlo Ziga. Dù mắc sai lầm trực tiếp dẫn đến 2 bàn thua, nhưng chung cuộc U23 Chelsea vẫn có được chiến thắng với tỷ số 3-2. Vị trí số 5, Johan Cruyff. Trong danh sách này, Thánh Johan chắc chắn là cầu thủ nổi tiếng nhất từng trở lại sân cỏ sau khi tuyên bố giải từ sự nghiệp. Huyền thoại người Hà Lan giải từ sự nghiệp chơi bóng vào năm 1978, nhưng Johan Cruyff buộc phải thi đấu trở lại để kiếm tiền sau khi thương vụ đầu tư vào nông trại nuôi lợn của ông bị thua lỗ nặng nề. Johan Cruyff trở lại thi đấu chuyên nghiệp trong áo câu lạc bộ Angeles Athletic và kéo dài sự nghiệp quân đội áo số của mình thêm 6 năm. Trong đó, có lần hồi hương
và thi đấu cực kỳ thành công cùng với Feyenoord và đội bóng thở thứ thời Ajax Amsterdam. Thêm một huyền thoại người Brazil xuất hiện trong danh sách này, và cầu thủ đó không ai khác ngoài tiền vệ tài hoa Socrates. Không chỉ nổi tiếng với tư cách là một cầu thủ, ông còn được biết đến với tư cách là một nhà hoạt động chính trị. Socrates thậm chí có cả một tấm bằng tiến sĩ y khoa khi vẫn còn đang thi đấu chuyên nghiệp. Socrates tái xuất sân cỏ vào năm 2004 khi đã ở tuổi 50 sau khi ông tuyên bố giải nghệ được 15 năm. Ông ký hợp đồng với đội bóng ở thị trấn Gaffer đang chơi bóng tại giải Northern Counties East Football League ở Anh trên cương vị cầu thủ kiêm huấn luyện viên. Socrates chỉ có một lần ra sân duy nhất khi vào sân từ ghế dự bị trong trận đấu giữa đội bóng của ông và câu lạc bộ Tasmanian Albion, chỉ còn 12 phút nữa là kết thúc. Sau trận đấu, Socrates thừa nhận thể trạng của ông không còn tốt để có thể thi đấu trọn vẹn một trận đấu chuyên nghiệp và cũng chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu từ đó. Vị trí số 3, Arjen Robben. Không kể đến trường hợp của thủ thành Bertrand thì đây có lẽ Robben chỉ là cái tên gần nhất trong danh sách những huyền thoại của bóng đá thế giới quay trở lại sau khi tuyên bố giã từ sự nghiệp. Sau hơn một thập kỷ chơi cho Bayern Munich, Arjen Robben đã cùng với đội chủ sân Allianz Arena giành được những danh hiệu cao quý nhất cấp câu lạc bộ như Champions League, siêu cúp châu Âu hay FIFA Cúp thế giới các câu lạc bộ. Giống như rất nhiều những cầu thủ trước đó, Arjen Robben luôn ấp ủ ước mơ là được giải nghệ trong một câu lạc bộ thời niên thiếu, và không giống như nhiều danh thủ khác thực hiện ước mơ trên, Robben đã theo đuổi giấc mơ này đến cùng. Và hồi đầu mùa giải năm nay, anh đã tuyên bố trở lại sân cỏ để thi đấu cho Roland Garros, đội bóng Hà Lan đã từng làm nên tên tuổi của Robben. Ở loạt trận giao hữu trước thêm mùa giải mới, Arjen Robben vẫn thi đấu rất ấn tượng và thậm chí còn ghi một bàn thắng tuyệt đẹp trong trận đấu đầu tiên ở quãng thời gian thứ hai chơi cho Roland Garros. Hy vọng rằng Robben sẽ có những kỷ niệm đẹp trong lần trở về mái nhà xưa này để cầu thủ với biệt danh Le Kid Inside Man có thể giải nghệ một cách đầy mãn nguyện. Vị trí số 2, Lionel Messi. Trường hợp của Messi không hẳn là giải nghệ, nhưng việc tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia Argentina đến 2 lần rồi tuyên bố trở lại sau cả 2 lần cũng là điều rất đáng nói về một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của thời đại. Năm 2016, sau thất bại trận chung kết thứ 3 liên tiếp trong mùa Argentina, trước đó là trận chung kết World Cup 2014 trước Đức, sau đó là thất bại tại chung kết Copa America trước Chile, Messi gần như sụp đổ và quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Trong những trận đấu giao hữu của đội tuyển xứ Tango sau Copa America 2016, Messi đều không hồi quân cùng với các đồng đội. Nhưng khi Argentina đứng trước nguy cơ không được tham dự vòng chung kết World Cup 2018, Messi đã thay đổi quyết định và một mình gồng gánh đội tuyển nước nhà đến với nước Nga mùa hè năm đó. Tại World Cup 2018, sau khi thất bại trước Pháp, đội bóng sau đó lên ngôi vô địch, Messi lại có một quãng nghỉ thi đấu cho Albert Celeste, rồi sau đó cũng tiếp tục quay trở lại. Vị trí số 1, Zinedine Zidane. Cũng giống với Messi, trường hợp của Zidane không hẳn là giải nghệ khi Zizou chỉ tuyên bố chia tay đội tuyển Pháp vào năm 2004 sau khi để thua Hy Lạp tại Euro cùng năm. Nhưng cũng giống Messi, đứng trước tình cảnh nhìn đội bóng quê hương không thể đến với World Cup 2006, Zidane đã ra tay trợ giúp. Và như tất cả chúng ta đều biết, Zidane với tư cách là nhạc trưởng đã đưa Pháp một lần nữa tiến vào trận chung kết để gặp Italia. Nhưng cũng chính Zidane đã có cú thích đầu công vào Materazzi và bị đuổi khỏi sân. Để rồi hình ảnh Zizou đi vào đường hầm gục mặt trước chiếc cúp vàng thế giới đã trở thành một hình ảnh đầy ám ảnh. Vừa rồi là danh sách 10 cầu thủ dù đã tuyên bố chia tay nhưng vẫn trở lại với bóng đá. Các bạn còn biết thêm cái tên nào nữa, hãy để lại một bình luận bên dưới cho Cảm được biết. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những top 10 khác.